Xin chào mọi người. Thì hôm nay Trang sẽ quay cho mọi người xem cách mà người Mỹ nuôi mèo để cho không có cái mùi hôi ở trong nhà nha. Đây là ở phía trong nhà nha. Mình sẽ làm một cái lỗ. Đây khi mà mèo cần ra thì nó sẽ ra cái lỗ như này. Đây, bên ngoài thì đây. Anh ta đang ở ngoài chơi kìa. Mình làm cái cửa này thì cũng đơn giản thôi, mình mua đồ về xong mình gài vô. Nhưng mà có nhớ có cái chỗ này này, có mới dán cái này vô để cho nó kín để mà trời lạnh á, không đi vào khi không vào trong nhà. Bây giờ mình sẽ quan sát bên ngoài nha. Thì đây là tổng quan của cái chuồng mèo phía bên ngoài, hay dưới xuống dưới này luôn. Thì ở trên này á, là mình sẽ làm một cái hộp hình vuông để cho mèo tự đi từ trong nhà ra. Mình làm mèo tự đi trong nhà ra thì anh ta thích thì nằm đây chơi. Thì anh ta đang nằm đây chơi này, mèo đang nằm đây chơi này. Rồi sau đó sẽ có một cái cửa. Hai cái này mình ghép lại với nhau, mình có một cái cửa. Những gì vậy? Đây. Những gì vậy? Mình có một cái cửa đi ra cái cửa đi ra cái tấm ván này. Mình sẽ quay dưới này lên cho mọi người xem. Đây, cái cửa này đi ra đây. Rồi sau đó là cái đây có một cái bậc nữa đi xuống đây. Rồi khi đó mới đi đến xuống cái tầng dưới này. Thì tầng dưới này á thì mình sẽ bỏ một cái thùng cát. Cái thùng cát này thì mình mua, sau đó cát đó mình cũng mua trong cửa hàng luôn. Mấy em mèo á muốn ỉ thì đi xuống và đi vô đây để ỉ. Thế là đi ra mình có lót một cái tấm này nữa. Bên này thì mình cũng cho một cái vài tấm lên để cho em mèo chơi. Mình vệ sinh hàng ngày, mình vệ sinh cái thùng cát đó hàng ngày nha. Đi ra thì mình khóa lại đây. Thì cái chuồng lớn này thì cao khoảng cỡ 2 mét. Cái chuồng này này, cái lồng lớn này thì cao khoảng cỡ 2 mét. Ở trên này á mình chỉ bỏ một cái tấm tôn, cái đúng rồi, cái này tấm nhựa này này để định tấm lại thôi, tấm tôn cũng được. Thì mình che, mình làm cho nó một cái lồng ngoài này nó chơi luôn. Mình cho mấy em chơi đây. Nhìn gì ấy? Nhìn ai ấy? Em nhìn ai đó? Em nhìn ai đây? Không nhìn chị Trang nữa hả? Gì? Rồi thì mấy em á, khi nào mà chơi trong nhà chán rồi á thì sẽ ra ngoài này chơi. Họ đi vô kìa, nó nhìn đi vô kìa, tự đi vô kìa. Vậy thôi thì mình nuôi mèo cách này á, là nhà của mình là đây, cái lồng mèo này thì nhà của mình là sẽ không có bị mùi hôi trong nhà, không có một mùi gì luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trang nha. Bye.